Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên cửa anh em lên sóng cho anh em cái phiên bản vang cơ lại số JBL S8 Plus. Hôm trước thì bên em đã thông báo về hàng rồi và ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm ngay lập tức với chất lượng âm thanh này và các tính năng của một phiên bản vang cơ lại số cực kỳ là hot. Và rất là may mắn cho bên cửa anh em đã về thêm lô hàng để phụ anh em. Và JBL S8 Plus hiện tại thì em sẽ xin thông báo giá thành luôn ở trên video ngày hôm nay với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất, duy nhất bên Tùng Audio khuyến mại với mức giá sàn thấp nhất là 1.200.000 đồng. Trong đó thì bên em đã bao ship và tặng đầy đủ dây rắc để các anh em có thêm một mẫu sản phẩm vang cơ lai số hay và chất lượng phục vụ cho anh em với phòng hát gia đình, với giọng hát của anh em. Ngay bây giờ thì cùng em trải nghiệm phiên bản JBL S8 Plus nhá. Đây là hình thức thực tế của phiên bản này và hôm nay các bác thấy hôm nay bên em đã về được hàng đây. Và cùng anh em đập hộp và trải nghiệm luôn tiếng chất lượng âm thanh và các tính năng đến từ mẫu sản phẩm JBL S8 Plus cho anh em khách hàng. Hình thức đây các bác nhá. Khi mà các em đặt hàng tại cửa hàng em thì sao ạ? Chúng ta được phép mở ra và kiểm tra các linh phụ kiện đi kèm bên trong của JBL S8. Và bên em đã tặng thêm cho anh em một đôi dây để chúng ta nhận hàng về là chúng ta cứ thế ghép nối vào phòng hát và dàn máy âm thanh gia đình là chúng ta trải nghiệm thôi. Tất cả linh phụ kiện bên trong đây các bác nhá. Hôm trước em đã làm video về hàng rồi và hôm nay thì cùng anh em test thì chưa âm thanh thực tế và các tính năng đến từ phiên bản này. Đấy, tất cả linh phụ kiện đi kèm đây. Dây jack cắm nguồn, điều khiển, dấu anten và một tô vít hai cạnh để các anh em chỉnh phím chìm. Và phiên bản này là hàng mới 100%, các bác nhớ cho em nhé. Có bảo hành đến tới 1 năm để các anh em yên tâm hơn. Và khi mà đã đến với cửa hàng em thì các bác sẽ không phải lo về giá nữa. Vì giá thành bên em là giá một trong những đơn vị cung cấp giá có thể gọi là rẻ top 1, top 2 thị trường âm thanh rồi. Nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và cứ thế mà lựa chọn phiên bản JBL S8 Plus vào phòng hát tình và trải nghiệm thôi. Ok, và ngay bây giờ thì cùng em xem các tính năng của JBL S8 Plus nhá. Để xem là với cái phiên bản này liệu có xứng đáng để các anh em lựa chọn chơi phòng hát gia đình ở thời điểm cuối năm hay không. Và giá thì chắc chắn này, em nhắc cho anh em là anh em thấy nó rất là rẻ rồi. 1.200.000 đồng, quá rẻ cho một con bạc cửa lại số cực kỳ là hay. Và em này thì em cũng đã bán cho rất nhiều anh em khách hàng rồi. Đấy, các bác biết tại sao nó lại cháy hàng không ạ? Vì rất nhiều anh em đặt được hàng và bây giờ thì không còn hàng để phục vụ anh em nữa. Thế nên là hôm nay bên cửa hàng em bắt đầu về thêm cái lô hàng của JBL S8. Em hy vọng là các bác anh em xem video này của em mà các bác em đang cần tìm kiếm con vang có nhiều tính năng hay này, có chất lượng âm thanh độc đáo này và có cho mình là cái khả năng thu hút tốt thì đừng nên bỏ qua JBL S8 Plus nha. Em nhận thấy cái phiên bản này nó rất là tuyệt vời, hoàn hảo cho mọi phòng hát gia đình. Ok, về mặt hình thức thì các bác đã được nhìn thấy chuyện này, phiên bản màu đen dễ phối đồ, đầy đủ tính năng chỉnh cơ hết các bác nha. 16 tính năng góc tay phải này các bác. Đấy, các tính năng chỉnh cơ bao gồm echo này, reverb, effect EQ, giải 30% phần mic, 30% phần nhạc, thêm chiếu cắt sub nữa, 16 tính năng chỉnh cơ. Bác đừng lo về nhiều tính năng quá chúng ta chưa biết cách sử dụng, các bác anh em đừng lo như vậy. Bởi sao? Khi các bác anh em đã đặt hàng bên em thì bên em sẽ có trách nhiệm là căn chỉnh cài đặt tất cả tính năng tốt nhất để phục vụ anh em trong việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình. Thế là khi mà nhận hàng về các bác cứ thế ghép đối phát gia đình là chúng ta trải nghiệm thôi, không cần phải lăn tăn một vấn đề là căn chỉnh như thế nào, căn chỉnh làm sao cho hay nữa. Bên em đã hỗ trợ cài sẵn rồi. Khi các anh em nhận hàng về chỉ cần bật cho em đúng 3 phím tính năng đơn giản đây. Mic tổng này, effect tổng này, âm lượng tổng nhạc là chúng ta đã có thể trải nghiệm âm thanh rồi. Đấy, và các bác nhìn thấy mặt màn hình LCD góc tay trái chưa ạ? Nó sẽ hiển thị tất cả các thông số cơ bản cho đến các thông số lâm cao ở trên mặt màn hình này. Đấy, anh em có thể sử dụng lấy tín hiệu nhạc qua đường cổng USB này, đường cổng quang này, Bluetooth 5.0 này, hay đường dây tín hiệu trắng đỏ với một áo X2 này, sử dụng mic A, mic B để anh em hát cầm bằng mic dây, sử dụng mic dây hoặc mic không dây. Và cái này thì có thêm tính năng layout out và thiết kế mặt sau có đầy đủ các đường cổng calon in out cho anh em ghép lối xuống âm đi cục đẩy nhá. Thêm hai chế độ cổng calon cho anh em ghép sub nữa. Đấy, quá nhiều tính năng đặc biệt phải không ạ? Và điều quan trọng hơn nữa là khi chúng ta sử dụng vang thì chúng ta phải được test từ chất âm thanh thực tế. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm âm thanh của phiên bản JBL S8 Plus, các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nhá. Anh em chúng ta được trải nghiệm âm thanh nhạc đến từ JBL S8 Plus, các bác thấy sao ạ? Với tí chất âm thanh độc đáo của phiên bản này thì các bác sẽ thấy được âm thanh của bass, trung, treble, nhạc hoàn toàn nó khác biệt so với việc chúng ta sử dụng âm đi thông thường, phải không? Khi mà chúng ta ghép đối một con vang vào thì nó đẩy các dải bass, trung, treble lên cao hơn, hiệu quả hơn, âm thanh nghe sáng, sạch, độ ổn định cao.
Và điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta sử dụng vang thì không chỉ là chúng ta nghe nhạc đâu, đúng không ạ? Rất nhiều anh em cần vang để làm gì ạ? Để có một chế độ vang nhại cho giọng hát tốt. Và bây giờ thì cùng với anh em test thị trường âm thanh thực tế của phiên bản JBL S8 Plus nhá. Ở đây thì em chuẩn bị sẵn rồi một bộ mic dây rẻ tiền, là cùng anh em test thị trường âm thanh của JBL S8 Plus nào. Albert Hay 5 6 7 8 9 7. Albert Hay 5 6 7 8 9 7. Luxury 8 9 7. Albert Hay 5 6 7 8 9 7. Luxury 8 9 7. Alo. Vậy anh em thấy sao với thị trường âm thanh của JBL S8 Plus ạ? Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Chất lượng âm thanh đỉnh cao như vậy đấy các bác ơi. Echo ngọt, reverb sắc bén, các giải bass trùng chép đồng đều, thoát lên tiếng cực kỳ là tốt luôn. Hỗ trợ có giọng hát của anh em bay bổng nhất này, độ lĩnh tiếng cao nhất và sắc nét từ âm thanh của reverb cho đến cái chế độ êm ái của Echo. Đó là gì các bác anh em cần ở trên một phiên bản Vocaloid số hay và thịnh hành như thế này. Và ngày hôm nay bên cả anh em đã về được thêm lô hàng mới của JBL ở đây rồi các bác nhé. Về thêm số lượng cực kỳ lớn luôn, xả luôn cho anh em 100 bộ sản phẩm với JBL S8 Plus, giá chỉ có 1.200.000 đồng thôi. Nên anh em đang có nhu cầu phiên bản này liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với phiên bản Vocaloid số JBL S8 Plus công nghệ cao bên cả anh em nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây, chúc các anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm Vocaloid số JBL S8 Plus thịnh hành bên cửa hàng Tùng Audio. Xin chào anh em.